Hello, xin chào bạn. Nay mình sẽ chơi 12 tựa game. Bắt đầu với Granny 1. Develop. Go. Ok, chúng ta cùng đến với ngày thứ nhất. Buồn đã lắm không? Rồi, mình đang xuất hiện trong một căn phòng. Lấy một cái bình. Drop. Drop à? Drop luôn. Đó, mình làm tự động để cho bà ấy lên đây. Ý, lên rồi, lên rồi. Mày đi nhanh thế. Ui rồi. Đi nhanh thế. Ngày thứ hai nào. Mình nhớ ở trong đây có một cái mảnh ghép đấy, một mảnh ghép các bạn ơi. Trong đây mới có gì không nhỉ? Đây có một cái khi gì đấy, mình sẽ ném ra ngoài. Đó. Ấn vào nút này để mở này. Wow. Teddy à? Ừ, bạn này đứng ngoài này luôn các bạn ơi. Cứ có động tĩnh gì phát là thấy mặt của bà này ngay. Tai bà ấy rất là thính. Rồi, có một Teddy. Đuổi bà ấy đi đó các bạn ơi. Bà ấy cứ ngay đây thôi. Lợn này. Cho mình ra ngoài luôn các bạn ơi. Tại vì sao? Mình sẽ phải đứng một lúc, không thể gây ra tiếng động thì mới chạy ra chỗ khác được. Đó, đá cứ đây thôi các bạn ơi. Tệ thật. Chạy giờ chạy ra ngoài là bị một đập ngay các bạn ơi. Picture. Chapter 2. Ok, thức dậy trong một căn phòng cũng giống như ở chapter 1. Quá là nhiều gai luôn. Chúng ta sẽ cùng lên trên tầng. Ui rồi, ông mình ngay đây luôn các bạn này. Ui mẹ con lợn này, chạy chạy nhanh thế nhỉ. Chọn nhầm chế độ rồi, nó chạy chạy nhanh quá. Nhập nền văn minh rồi. Chả như hack cái này thì mình
Đấy, đây là tầng 2 này. Wow. Mở ngăn kéo xem nào. Không có gì hết. Wow, cái cửa này. Ui ơi. Granny bar. Ta sẽ cùng tới với part 1. Sao mình khó lắm. Ở đây có hai anh kéo. Trời ơi. Đúng rồi, chân chạm đất. Rồi. Một tấm ảnh. Bàn này là cũng đi nhanh lắm các bạn ơi. Lợn này. Trời. Trời này. Ok, mình sẽ chạy qua đây. Wow. Ta này. Ok. À. Vào trò này thì mình sẽ thành hóa thân thành Granny để đi đập mấy bé. Mấy nấy. Ok nha mấy nấy. Đó, được đập luôn các bạn. Trời ơi. Đi tìm để đập thôi các bạn ơi. Yeah. Trước kia quay về. Oh. Một cái chìa khóa ở đây. À, có tiếng. À, tiếng chanh rơi các bạn ơi. Wow, một quả dưa hấu này. À, có tiếng rồi, có tiếng rồi. Mày ở đâu? Toilet à? Toilet là chỗ nào nhỉ? Hay là tiếng của mình đi nhỉ? Cười khi gió. Toàn kinh mớ không? Đúng rồi, cho đơ luôn các bạn. Chỗ này nó không bị đổ luôn ấy. Không mở ra này. À, bị rụng à. Nhưng mà lại mở được cốp trước.
Rất chi là ảo. Ok, game tiếp theo. Sky Teacher. Mai nhé. Skazi nhưng mà lại sang một game khác. Cũng là Skyrim mà nó lạ lắm các bạn ạ. Level 1. Xa, đang ngủ. Trời, cũng kinh đấy. Đánh răng à? Hot soccer. Mình sẽ chọn cái này đi. À, tốt. Đánh răng bằng tơ ớt các bạn ơi. À, bình nước à? Soda drink. Đây là rượu à? Thế mình chọn rượu đi. Rượu hay cái gì đấy nhỉ? Level 2 các bạn nhé. Đang mở cửa. Mở cửa. Đây. Nốt. Trời ơi. Rơi vào đâu à? Bà định đi. Hội đâu à? Khó lo. Thử chọn cái này nha. Ôi, gặp rồi. Ôi Wow. giời, phải chọn cái event tất Every cả các bạn color ơi. suits me. Đó, phải chọn cái này mới đúng. Quay. Trời ơi, trụi tóc luôn. Chạy à? Trượt ngã. Dầu đi. Đổ dầu ra đây các bạn ơi. Cho bà ấy ngã nhá. Ôi giời, không ngã à? Close. Đúng rồi. Bà ấy không ngã các bạn ạ. Tiếp theo.
Ok, iStream. iStream 1. Don't you want to try my delicious ice cream? Get in here, you little bastard! Going to kill some kids today. I'm looking for the chump clubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Đây mình không lên xe được các bạn nữa. Chúng ta sẽ đồng đến với cà phê Bắc Kinh à? Cái này ID và cầm cái ID. Ôi, ông ấy ở đây rồi. Chúng ta sẽ cùng ra xem có gì không.
cái thùng rác nào nữa không nhỉ? À đây. Ô. À đuôi vậy. Đây rồi, cuối cùng thì cũng lấy được cái tờ giấy có mã số rồi. 4859. Ok, quay lại luôn này. Chắc là tờ giấy này dùng vào bên khác. Oh, chắc này rồi. Không ra đây nhỉ? Chết rồi. Quét đi là thấy dở đấy. Quét đi là thấy hổng có vui gì đó. Rồi, vẫn ở đây nè. Tiếp theo là skull. Fucking. Ok, stream 2. Let's go. Chơi cái quá nặng. Don't play with me, give me the ice cream! Hi Jay! Are you coming to play? The boys are in the secret lair. My brother has told me he has something to tell me. Well, it sure is silly. Won't you know what? Get in here, you little bastard! Stream 3. À, stream 3 nha mấy ní. Ok.
À, lên chung á. Biết được trên đây sao ấy. Hello Manny. Hello Manny. Tên là Mew. Không đi được. Quá chìa đó nhỉ anh. Hopkey là Hopkey. Hey, you! Yeah, you tell me, sweet little boy. Đến nơi rồi. À, một cái nó lấy cho gan. Tới luôn mấy đấy. Rồi, có một con cá vàng các bạn ơi. Nghĩa là lấy cần là sẽ cầu được sao ấy. Chỗ này à? Mình nhớ là lấy cái xẻng hay lấy cái gì mà. Ở đây, xẻng đây. Lấy xẻng đi đào đất các bạn ơi. Ok. Chúng ta
sẽ đến với tựa game cuối cùng là Extreme 4. Extreme 4 nha mấy ní. Ok, mình xin kết thúc video tại đây. Bye bye. Bye bye mấy ní.